Mến chào sự trạng đông, kính chào gia nhân trang trọng, kính chào hiển mong, mến chào châu phan, kính chào IQ em đó, mến chào trang thư, mến chào sự tự mẫn, kính chào xuân lan, mến chào sự liên tịnh, mến chào cẩm vân, kính chào ai kim, kính chào giác minh. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ chư tôn đức nhật bình, kính chào đạo tràng, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy nhũ giới đến hàng tự của chúng con. Nhật bình xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn minh quá thanh á đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn sức rạng đông đã mở rung và cho nghe bài pháp của ngài chánh minh. Dạ bây giờ kính lễ cô tu nữ thăm má cho trí về giao đạo tràng. Dạ bây giờ con đã thấy đại đức Tịnh Lạc có trước máy rồi. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắn tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Lạc. Điều hợp chương trình ôn tập bài học từ 63 đến 65 phẩm Palawatthika phẩm mù. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng giải Nhật Quỳnh đăng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngầm ngồi gần khoảng Phật nhận lời nhưng chẳng gì hay. Biết làm mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn ai những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ăn phổ cập ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Buddhaya. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung tịnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để điều hợp chương trình ôn tập bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học, một buổi ôn tập được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ Nam mô Buddhaya. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ con lễ sư tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt ở diễn đàn Pháp Quốc Kinh ngày hôm nay, ngày Chủ nhật ngày 10 tháng 10. Chúng ta sẽ tiếp tục cho cái ôn tập cuối tuần Pháp Quốc Kinh phẩm Palawatthika phẩm ngu từ câu số 63, 64 và 65. Chúng ta sẽ ôn 3 câu trong ngày hôm nay. Dạ cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi ôn tập.
Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavang Abhivademi Sakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Sadhu. Dạ, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cho buổi ôn tập tuần kế tiếp, đó là ba câu kệ ngôn được ghi lại trong Kinh Pháp Cú. Câu số 63, 64, câu 65 ở phẩm Palawaka. Một số cái bài tổng hợp Cú thì sẽ ghi theo số thứ tự từng phẩm, thay vì chúng ta thi từ 1 lên 423 thì một số cái bài tổng hợp thì lại ghi theo từng phẩm. Như chúng ta nếu mà ghi theo từng phẩm thứ tự thì hôm nay chúng ta sẽ học là câu 1, câu 4, câu 5, câu 6 của phẩm Pala. Trong phẩm kinh mà chúng ta học ngày hôm nay thì liên quan đến ba cái câu chuyện, tích truyện, duyên sự, cũng vắn tắt thôi. Thứ nhất là câu số 63 thì liên quan đến một cái duyên sự người móc túi, gần thi phê đắc cá chô rác. Câu số 64 thì liên quan đến duyên sự đại đức Udayi Thera. Udayi Thera. Câu số 65 thì liên quan đến cái duyên sự của nhóm Tỳ khu Bạt Đề Bạt Hê Giác Cát Phí Khu, những vị Tỳ khu sống tại thành Bạt Hê Giác Cát. Đó là ba cái câu chuyện duyên sự mà một lát đây chúng ta sau khi ôn ôn về kinh văn chánh văn Pali và nghĩa Việt, sau đó chúng ta sẽ đọc thêm về ba cái câu chuyện duyên sự, nhằm mục đích đó là để chúng ta nắm bắt rõ hơn, nhớ kỹ hơn và ôn tập sâu hơn trong cái phần mà học kinh Pháp Cú. Thì một lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau để mà ôn tập lại, đọc lại và nhắc lại những cái duyên sự này. Quý vị đã sẵn sàng thì bây giờ chúng ta sẽ ôn tập tập thể đầu tiên, cùng nhau để mà đọc lại một lượt ba câu kệ ngôn Pháp Cú này. Sau đó tình đề sẽ mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau cầm mic để mà ôn tập, chọn cho mình một câu để mà ôn tập. Và bây giờ quý vị đã sẵn sàng thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cái lần ôn tập tập thể này. Kinh Pháp Cú phẩm Palawaka phẩm Ngu, câu số 63. Yo palo manyati panjang bandito wabitena so palo ca bandita mani sawe palo ti wujati. Yo palo manyati panjang bandito wabitena so palo ca bandita mani sa we ba lo ti vu cha ti. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi trí ngu. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí.
Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Câu số 64. Yao a chi wam bi che ba lo ba ri ba ru pa sa ti na so. À đây bị thiếu rồi. Yao a chi wam bi che ba lo ba ni tang ba ri ru pa sa ti na so tham mang vi cha na ti Dabbi supara sangyatha Yawa jiwambi jepalo Banditang bari rupasati Naso tamang wijanati Dabbi supara sangyatha. Người ngu dầu trọn đời hân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. Người ngu giàu trọn đời thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. Câu số 56 và câu số 55. Mohotamabi che winyu Ban di tang ba yi ru ba sa ti Hip bang tham mang vi cha na ti Chi va ha su pa ra sang ya tha Mo ho ta ma bi che vinh yu Ban di tang ba yi ru ba sa ti Hip bang tham mang vi cha na ti Jivaha Subarasangyatha. Người trí giàu màu khác, thân cận người có trí, biết ngay chân diệu pháp như lưỡi với vị canh. Người trí giàu màu khác, thân cận người có trí, biết ngay chân diệu pháp như lưỡi với vị canh. Sa thủ, sa thủ. Dạ, đó là ba câu kệ ngôn trong chánh kinh, phần Pháp Cú Kinh và bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và ba câu kệ ngôn này thì có ba cái nội dung duyên sự mà một lát nữa chúng ta sẽ ôn tập phần tóm tắt. Liên quan đến ba cái duyên sự này thì thưa quý vị rằng được trình bày thì vắn tắt ở trong chú giải mà thôi, nhưng mà chúng ta thì đã được nghe, đã được học câu kệ ngôn này cũng như là cái duyên sự và ý nghĩa trong những cái bài học trước, và bây giờ thì chúng ta chỉ là chúng ta ôn tập lại mà thôi. Mong rằng cái phần ôn tập này sẽ giúp cho tất cả chúng ta gợi nhớ lại những cái lời giảng, những lời phân tích của những cái bài học mà chúng ta đã được học. Và nhờ vậy thì chúng ta được nhớ được lâu hơn, hiểu được rõ hơn và áp dụng được nhiều ở trong cái đời sống của mình. Đó là cho cái việc ôn tập cuối tuần. Thì bây giờ đến phần tất cả chúng quý vị chúng ta giơ tay để mà cầm mic, chọn cho mình một trong ba câu 563, 64 và 65 để cùng đọc lại chánh kinh lời Đức Phật dạy và cái duyên sự tóm tắt trong chú giải. Và bây giờ tình đại sẽ được kính mời toàn thể quý vị. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, sa thủ sa thành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt đã từ bi tu hợp chương trình ôn tập ngày hôm nay, và cảm ơn răng đăng cho Nhật Quỳnh biết đường tín hiệu. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con kỳ ân sư. Dạ, con không biết đại đức có chức máy không ạ? À?
Nếu sư có chút máy xin cho con xin một tín hiệu bạch sư. Dạ, đại đức, đại đức có chút máy không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, con không thấy tín hiệu của đại đức. Đại đức rồi. Dạ, con Văn Đông chọn bài 63 rồi. Dạ, mời Văn Đông. Dạ, mời cô tu nữ Tệ Duyên. Mời cô tu nữ Thăm Má Chá Rí. Mời cô tu Trí Gia Tán Há. Dạ, Nhật Bình kính mời quý cô tu nữ. Nhật Bình mến mời Xích Trần Đạo. Mời Xích Tường Mẫn, Thi Na, Nguyên Tịnh. Và Pháp Nguồn Lào Cai, Pháp Nguồn Lào Cai chọn câu số mấy cho Nhật Bình biết nha. Pháp Nguồn Lào Cai là một vị mới vào học nhưng mà rất là giỏi quý vị. Nên là dạ xa thua cảm vân. Nên là Nhật Bình mời Pháp Nguồn Lào Cai đưa bàn tay xinh đẹp mình lên và cho biết chọn câu số mấy nha. Rồi bây giờ Nhật Bình mời Đặng Long. Sa thú chị Nhật Quỳnh, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Thâm Á Chá Rí, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Quý Rí Giá Rá Tá Ná. Con kính chào đạo tràng. Cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 63. Vô ba lô mạnh nhá ti bạn dặn bạn đi tô qua bi tê na sô ba lô cha bạn đi ta ma ni sao về ba lô ti phúc cha ti. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô ba lô manh nha ti bạn văn bạn đi tô qua pi tê na sô ba lô cha bạn đi ta ma ni sa huệ ba lô ti vúc cha tí. Người ngu nghĩ mình ngu, để thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, sau đây con xin kính đọc viên sự vắn tắt của câu số 63. Hai người đi nghe thuyết pháp. Sau khi nghe, một người đắc quả tu đạo quận. Trong lúc ấy, người kia lo ăn cắp tiền. Trên đường về, người ăn cắp chê người đắc quả không biết lợi dụng thời cơ để kiếm chút gì như anh đã làm. Người đắc quả thì cho rằng anh này quả thật là người ngu si, mà lại tự cho mình là bậc hiền trí. Khi hay được câu chuyện Đức Phật giải thích sự khác biệt giữa người cuồng dại và người trí, và Ngài đã nói lên câu kệ ngôn trên. Dạ, thưa hết. Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú kính cảm ơn Rậm Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính định lễ Đức Phật, con kính định lễ giáo pháp, con kính định lễ Đức Tăng, con kính định lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu số 63. Vô ba lô manh nhá tí bà bàn lạc dằn bàn lý tô hòa bí tê ná sô bà lô chá bàn lý tá ma ni xá huê bà lô tí hút chá tí. Dạ, vô bà lô mình nhá tí bàn
Pandito Wapi Te Naso Palocha Pandita Mani Sawe Palo Tí Quýt Chá Tí. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Hai người đi nghe thuyết pháp. Sau khi nghe, một người đắc quả Tu Đà Quờn. Trong lúc ấy, người kia lo ăn cắp tiền. Trên đường về, người ăn cắp chê người đắc quả không biết lợi dụng thời cơ để kiếm chút gì như anh đã làm. Người đắc quả thì cho rằng anh này quả thật là người ngu si mà lại tự cho mình là bậc hiền trí. Khi hay được câu chuyện, Đức Phật giải thích sự khác biệt giữa người cuồng dại và người trí, và Ngài đã nói lên câu kệ ngôn trên. Và Cẩm Nhân đã đọc bài xong, mến mời bạn Tay Xích Trần Đạo. Kính chào quý anh chị trong đầu tràng. Cảm ơn anh chị Nhật mình, chị Từ Mẫn cho biết tín hiệu nghe rõ. Pháp cú số 64 ạ. Chà qua chi quan vì chê ba lô bắn đi tăng ba vì rút ba ta tư nà sô thăm măng vì cha na tư đáp đi su ba là sang gia tha chà qua chi quan vì chê ba lô bắn đi tăng ba vì rú ba sa tư nà sô thăm mau vì cha na tư đáp đi su ba là sang gia tha. Người ngu giàu trọn đời thân cận người không biết được chánh pháp như muỗng giới dị canh. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu tại Chê Tá Quá Ná. Đại Đức U Đa Dí thường ngồi trên pháp tọa ở giảng đường. Các vị tỳ khu khác thấy vậy lầm tưởng rằng ông thầy, rằng thầy thông suốt giáo pháp, đến nhờ thầy giảng mới biết thầy không thông. Câu chuyện được bạch với Đức Phật. Đức Phật giảng về thái độ của người cuồng dại, dầu suốt đời sống chung với người trí, vẫn không thông hiểu giáo pháp. Cũng như cái muỗng, dầu nằm trọn vẹn trong nồi canh, vẫn không thưởng thức được hương vị của canh. Và con đã kể xong rồi, cảm ơn chị Đăng Đông đã post bài. Con xin gửi mic lại cho cô Từ Nữ Tể Duyên ạ. Sa thú lên thai. Cảm ơn chị Rằng Đông. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Thượng Thọ Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ thân chào quý thiền nam kính nữ. Và bây giờ Tuệ Yên xin đọc kinh Pháp Cú số 65. Để cảm ơn Nhật Quỳnh. Muốn hút tá má biết chê vinh nhu bành viết tăng bá dí rút bà xá dí xá tí khiếp bằng thầm măng viết chà nà tí chiều hà xù bá rách sằng giác hà mũ hút tá má biết chê vinh nhu bành viết tăng bá dí rút bà xá tí khiếp bằng thầm măng
vichanati chu jivaha subharasang yatha mutamapi che vinyu banditang bayi rupasati kibbang thammang vichanati chuha suparasamyatha mutama viche vinyu vaitang bayi rupasati kibbang thammang vichanati chuha suparasamyatha. Người trí dù một khắc thân cận người có trí, biết ngay chân diệu pháp như lưỡi với vị canh. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tại thành Bathayaka có 30 công tử con nhà quý tộc. Một lần nọ trên chuyến du ngoạn đã bị cô kỹ nữ trộm tài sản. Trên đường truy tìm tâm tích thì các công tử gặp được Đức Phật. Sau khi nghe pháp liền tỉnh ngộ và xin xuất gia và đã đắc quả A-la-hán. Đức Phật đề cập đến sự chứng ngộ mau lẹ. Đức Phật đề cập đến sự chứng ngộ mau lẹ ấy và giải thích rằng các vị kia vốn đã là những người trí biết quân tập các phước lành ba la mật trong các đời quá khứ. Dạ hết. Dạ cảm ơn chị Ràng Đông đã bắt bài. Nhật Quỳnh đã bắt bài. Bây giờ đã thấy tín hiệu của Nguyên Tịnh. Kính mời Nguyên Tịnh ạ. Tham A Giá, Nam Mô Sẵn Ca Giá. Con thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức. Con thành kính đảnh lễ Thượng Thọ Minh Hạnh. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Thammachari. Dạ con kính tri ân cô Tuệ Duyên. Con kính tri ân đạo tràng cho biết âm thanh rõ. Con xin con chọn cầu số sám bà. Dạ kính tri ân Xích Nhật Quỳnh. Con xin phép đọc. Yo ba lo manyati ba yang bandito qua pite naso ba lo cha bandita mani sakwe ba lo tibu chati yo ba lo manyati ba yang bandito qua pite naso ba lo cha bandita mani sakwe ba lo tibu chati. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo ba lo man nhà ti ba giang ban đi tô qua pi tê na so ba lo cha ban đi ta ma ni sa quê ba lo ti vu cha ti. Yo ba lo man nhà ti ban giang ban đi tô qua pi tê na so ba lo cha ban đi ta ma ni sa quê ba lo ti vu cha ti. Dạ cho con xin diễn sự. Nghe thường
Trong lúc ấy, người kia lo ăn cắp tiền. Trên đường về, người ăn cắp chê, người đắc quả không biết lợi dụng. Thờ cơ để kiếm đã làm. Người đắc quả thì cho rằng anh này quả thật là người ngu si mà lại tự cho mình là bậc hiền trí. Khi hay được câu chuyện Đức Phật giải thích sự khác biệt giữa người cuồng dại và người trí, và Ngài đã nói lên câu kệ ngôn trên. Dạ, con kính tri ân cô Rạng Đông Xích Nhật Quỳnh. Dạ, con cũng rất là thích cái câu Phật ngôn này. Dạ, con kính tri ân đầu tràng, kính mời Xích Tina. Nam Mô Bụt Tha Giác. Kính thỉnh lễ Văn Ngôi Tam Bảo, kính thỉnh lễ quý sư quý thầy quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Tina ơi, cầm mic trả lời đạo tràng, không có nghe âm thanh Tina. Tina ơi, mời Tina cầm mic lại nha. Thì như cái vinh thâm mân. Tina ơi, Tina rời room đi rồi trở lại nha Tina. Đạo tràng nghe không có ổn định nên Tina rời room rồi trở lại. Dạ mời Tư Mẫn. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, xa thú, xa thú. Dạ, chư vị cho được biết tín hiệu. Dạ, con xin đọc câu số 464. Dạ, con tự mẫn xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức, Tịnh Đạt Đại Đức, Tuệ Đức, Viết Cô Tu Nữ, mà quý chư hộ pháp cùng quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Và sau đây con xin đọc câu 64. Được mẹ. Già quá chỉ chẳng bi chè bà lộ bằng đi tầng ba virus bà sát tị. Na so tham mang vi cha na ti da bi su ba ra sam ya tha ya wa bi yang bi che ba lo bang di tang ba vi ru ba sat ti na so tham mang vi cha na ti da bi su ba ra sam ya tha ya wa chỉ chẳng bi chế bà lô bằng đi tăng bá vi ru bà sát ti na so tham mang vi cha na ti đáp bi su ba ra sang gia tha. Người ngu giàu trọn đời thân cận người có trí không biết được chánh pháp,
như muộn với vị canh Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, sau đây con xin phép kể. Dạ quả bi chăng bị chê ba lô băng đi tăng ba vi ru ba sa ti na so tham măng vi cha na ti đắp bi su ba ra sang ya tha. Dạ quả bi chăng bi chê ba lô băng đi tăng ba vi ru ba sa ti na so tham măng vi cha na ti đắp bi su ba ra sang ya tha. Dạ quả bi dân bi chê ba lô băng bi tăng ba vi ru ba sa ti na so tham măng vi gia na ti đập bi su ba ra sang ya tha. Người ngu giàu trọn đời thân cận người có trí không biết được chánh pháp như muộn với vị canh Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sau đây con xin đọc duyên sự tại Chề Ta Qua Nã. Đại đức U Đà Dĩ thường ngồi trên pháp tọa ở giảng đường. Các vị tỳ khu khác thấy vậy lầm tưởng rằng thầy thông suốt giáo pháp, đến nhờ thầy giảng mới biết thầy không thông. Câu chuyện được bạch đến với Đức Phật. Đức Phật giảng về thái độ của người cuồng dại. Dầu suốt đời sống chung với người trí, vẫn không thông hiểu giáo pháp cũng như cái muộn. Dầu nằm trọn vẹn trong nồi canh, vẫn không thưởng thức được hương vị của canh. Dạ con đã đọc xong. Con kính tri ân quý sư, quý đạo hữu. Dạ con kính ơn. Mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ con xin xuống. Dạ sa thủ kính cảm ơn Sư Từ Mẫn. Dạ cảm ơn Rằng Đông, cảm ơn Nguyễn Tịnh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Thi Na ơi, Thi Na có thể đưa tay thử lại mic không Thi Na? Dạ Thi Na có. Dạ mời Thi Na nha. Dạ mời tất cả quý vị trong đạo tràng, vị nào chưa ôn bài, Nhật Quỳnh kính mời bàn tay ạ. Dạ con. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc lại. Mũ hút tam áp vi chê huynh như bàn đi tăng pha di rũ bà sa ti kíp bằng thăm măng vi chà na thi chiều hà su pa ra sang ya tha. Người trí dù một khắc, thân cận người có trí, ngay chân diệu pháp như lưỡi với vị canh của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mu hun ta ma pi che win yu pan ti tang pa yu pa sa ti kim bang tham mang vi ta ti chiu ha su pa la sam ta tha. Dạ con xin phép được đọc tích truyện. Tại thành Bà Thế Giác Cát có bà tử con nhà quý tộc, một họ trên chuyến du ngoại đã bị cô kỵ nữ trộm mất. Trên đường truy tìm tông tích thì các công tử gặp được, khi nghe được giáo pháp tỉnh ngộ và xin xuất gia và đã đắc quả A-la-hán. Đức Phật đề cập đến sự chứng ngộ mau lẹ ấy và giải thích các vị kia vốn đã là những người trí biết
huân tập các phước lành ba la mật trong các đời quá khứ. Dạ, con kính tri ân quý sư và quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, xà thủ kính cảm ơn sư Thị Na. Lào Cai ơi, Lào Cai có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn đạo tràng cho mình biết được tín hiệu và con kính tri ân sư. Mời Lào Cai nha. Bây giờ Lào Cai đọc câu số mấy, có thể lên cầm mic nói, Nhật Quỳnh cũng có ra được luôn. Mời bàn tay Lào Cai nha. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tâm bảo. Kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng và quý cô tu nữ. Con kính chào cả toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu 65 được không ạ? Dạ. Mu hu tam ma pi che vin yu ban ti đằng pa ri yu pa sa ti khi bằng tham mang quý cha na ti quý chiu ha su para sang yat tha. Người trí dù một khắc thân cận người có trí, biết ngay chân diệu pháp như lưỡi với vị canh. Con được đọc ngâm kệ ạ. Mu hu ta ma pi che huyên nhu ban di tăng pa ri yu pa sa ti khi bằng tham mang vị cha na ti ra sang gia tha. Dạ, cho con xin được đọc. Tại thành Pathayaka có 30 công tử con nhà quý tộc. Một lần nọ trên chuyến du ngoạn đã bị cô kỹ nữ trộm tài sản trốn mất. Trên đường truy tìm tông tích thì các công tử gặp được Đức Phật. Sau khi nghe được giáo pháp, liền tỉnh ngộ và xin xuất gia và đắc quả A-la-hán. Đức Phật đề cập đến sự chứng ngộ mau lẹ ấy và giải thích rằng các vị kia vốn đã là những người trí biết huân tập các phước lành ba la mật trong đời quá khứ. Dạ, Ê Hoan ạ, con xin được dừng lại ạ. Dạ. Dạ, yeah, xa thủ kính cảm ơn pháp nguồn Lào Cai rất là nhiều. Dạ, yeah, qua pháp cú mới lần thứ hai, Nhật Quỳnh mời lên đã cầm mic rất là hoan hỷ. Dạ, yeah, cảm ơn Rằng Đông, cảm ơn Nguyên Tịnh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, yeah, bây giờ Nhật Quỳnh chưa thấy bàn tay ai, dạ con xin phép được ông đọc câu số 63. Vô ba lần anh nhát đi bằng dân ba tờ qua bi tê na sơ ba lô chấp ba đi tâm mạ ni sao quệ ba lô đi vượt trả tị. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi trí ngu. Dù bà lô manh nhà tỷ bạn dân bạn đi tô qua bì tê na sơ bà lỡ cha ban đi ta ma ni xã quê ba lô tì vuốt cha tì. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi trí ngu. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, cảm ơn Rằng Đông cho Nhật Bình Duyên Sự. Hai người đi nghe thuyết pháp. Sau khi nghe, một người đắc quả Tu Đà Hoàn. Trong lúc ấy, người kia lo ăn cắp tiền. Trên đường về, người ăn cắp chê người đắc quả không biết lợi dụng thời cơ để kiếm chút gì như anh đã làm. Người đắc quả thì cho rằng anh này quả thật là người ngu si mà lại tự cho mình là bậc hiền trí. Khi hai được câu chuyện, Đức Phật giải thích sự khác biệt giữa người cuồng dại và người trí,
và ngài nói lên câu kệ ngôn trên. Nam mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhược Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Lý do con câu này vì nó thường nhắc con, và nhắc con bởi bốn câu Hòa Thượng Minh Châu: ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng đáng gọi chí ngu, gọi thật xứng gọi chí ngu. Tại vì con này là để nhắc con, mình không là gì hết, mình học pháp không là bao nhiêu hết, nên mình phải lắng nghe thì mình sẽ học được nhiều hơn. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, và Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và bây giờ thì con cũng không có thấy bàn tay của vị nào nữa. Và con cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi đúc kết buổi ôn tập ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính nhân Bích Đến Sư ạ. Dạ, sa thú lành thai. Rất là hoan hỷ ngày hôm nay quý vị đã tham gia rất là tích cực, và hoan hỷ là sau những cái bàn tay, sau những cái lời kệ ôn bài thì các quý vị còn lại thì rất là tích cực để mà tương tác, giống như là âm thanh, tín hiệu âm thanh nè, có nghe tốt rồi có bị mất âm thanh hay không, rồi sau khi mà nghe kết thúc một cái lượt ôn tập thì quý vị cũng rất là tích cực tương tác để mà tặng những cái hoa để mà khích lệ tinh thần. Và đây là một cái tín hiệu rất là tốt, quý vị cùng nhau tương tác, tức là không phải chỉ là chúng ta mở máy, chúng ta nghe rồi chúng ta quan tâm, mà rất là quan tâm và xuyên suốt cái khoảng thời gian gần một giờ đồng hồ. Thì hôm nay thì Tịnh Đàn nhận thấy rằng quý vị tham gia diễn đàn rất là đông đủ, và có một số vị giống như là mà Tịnh Đàn chưa có từng được nghe, chưa có từng được gặp. Giống như là nãy có một cái nick cô Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, quý vị đừng có ngại, tại vì đây là lời kinh. Chúng ta không đọc hay, không đọc lưu loát, nhưng mà chúng ta đọc đúng thì đó là cái điều quan trọng nhất. Chúng ta đọc bằng cái tâm là nhắc lại lời kệ ngôn của Đức Phật. Nhắc lại ở đây không phải là chỉ cho người khác nghe, mà cũng phải là nhắc lại cho chính bản thân mình nghe. Yeah. Trong ba câu kệ ngôn mà chúng ta ôn tập ngày hôm nay đó, thì Tịnh Đạt thấy rằng có một cái điểm rất là thú vị, xin được đề cập ở đây một tí xíu. Từ đầu giờ tới bây giờ thì Tịnh Đạt nhận thấy rằng đa phần các vị tham gia diễn đàn và những vị tham gia ôn tập đó là những người nữ. Yeah. Mà hầu hết là các cái diễn đàn, các cái đạo tràng, người nữ cư sĩ, người nữ có cái tâm cầu đạo rất là mạnh, rất là tốt, phần đông là nhiều. Thì hôm nay chúng ta có hai cái câu kệ ngôn pháp cú mà cũng có liên quan tí xíu về cái hình ảnh thôi, chứ nó không phải là liên quan về cái ý nghĩa. Giống như câu số 64 và 65, chúng ta đọc là: người ngu dù trọn đời thân cận người có trí, không biết được chánh. 65 đó là: người trí dầu một khắc thân cận người có trí, biết ngay chân diệu pháp như lưỡi với vị canh. Thì ở đây có một cái hình ảnh liên quan tí xíu với người nữ, tại vì người nữ thì thường đó là gắn liền với lại công dung và nội trợ, người nội trợ trong nhà. Và chúng ta thấy hai câu này thì có một cái ví dụ mà Đức Phật ngài nói là muỗng với cái nồi canh.
hay là với cái nước canh ở trong cái nồi. Ở đây thì không có ý nghĩa đó là nói với cái người nội trợ, nhưng mà do cái hình ảnh là nếm cái vị canh, khi mà nấu nướng thì cần phải nêm nếm cho nó vừa ăn. Thì cái hình ảnh này làm cho Tịnh Đạt có một cái điều mà muốn nói lên ở đây là khi mà chúng ta học cái câu này đó nè, chúng ta lấy cái hình ảnh ví dụ ở trong hai câu kệ ngôn này, chúng ta học cho kỹ cái phần duyên sự cũng như là ý nghĩa tại sao Đức Phật ngài dùng hai cái hình ảnh ví dụ này. Sau đó chúng ta áp dụng ở trong cái đời sống của mình, và nhất là khi mà chúng ta vào VIP đó, ngày nào thì chúng ta cũng vào VIP, đôi khi vào VIP một ngày đến 2 lần 3 lần lận, rồi chúng ta nấu nướng thức ăn thì chúng ta tự nhiên chúng ta cầm cái muỗng, chúng ta nêm nếm cho vừa ăn, thì chúng ta lại nhớ đến cái câu Phật ngôn này. Đó là cái việc mà chúng ta thấy, Tịnh Đạt gọi là thấy Phật Pháp ở khắp mọi nơi, và quan trọng hơn nó là thấy Phật Pháp trong cái việc mà mình thường xuyên làm, thường xuyên gặp. Cái điều này quan trọng lắm, bởi vì mỗi người đó sẽ có một cái gọi là cái khuynh hướng, mỗi người sẽ có một cái thường cận, mà chúng ta biết tận dụng cái hướng của mình hay là cái thường cận để mà thấy Phật Pháp đó. Thưa quý vị, rằng chúng ta là một người con Phật, phải nói là đúng nghĩa, và từng ngày từng chút một chúng ta sẽ trưởng thành ở trong Phật Pháp, lúc nào chúng ta không hay. Còn như mà chúng ta đợi học về tứ đế, chúng ta học về ngũ quẩn, chúng ta về học về bát chánh đạo, hay là chúng ta ngồi nghiêm trang ở trong trường thiền, hay là chúng ta ngồi nghiêm trang ở trong giảng đường để mà học đó, thì đó là những cái cơ hội để mà chúng ta phát triển thêm. Chứ mà chúng ta đợi những cái lúc đó mà chúng ta mới học, chúng ta mới áp dụng, chúng ta mới quan hệ, cái điều đó là cái điều còn rất là thiếu sót. Bởi vì khi chúng ta học được, chúng ta hiểu được mà chúng ta không thấy ở trong Phật Pháp ở xung quanh mình đó, thì cái điều đó là điều rất là đáng tiếc. Cho nên học Phật Pháp như thế nào, ứng dụng Phật Pháp như thế nào mà chúng ta nhìn đâu cũng thấy Phật Pháp. Nhìn một cái chén dơ, một cái chén bể, hoặc là một cái nồi dĩa dơ, chúng ta hẹn đến Phật Pháp. Thì đó là một cái điều rất là quan trọng. Thì trong cái buổi ôn tập này thì đã nói là buổi ôn tập cuối tuần thì sẽ là không có giảng giải ở trong đây. Tuy nhiên thì cũng còn một ít thời gian, Tịnh Đàn cũng xin nhắc thêm một tí xíu, chúng ta có thể rút ra cái kinh nghiệm cho riêng mình khi mình ứng dụng Phật Pháp trong cái đời sống. Chúng ta có thể là ví dụ là người nướng, thì những cái câu kệ ngôn mà liên quan có cái hình ảnh liên quan, ví dụ so sánh mà dính với lại câu nướng, thì quý vị hãy cố gắng chụp liền, cố gắng thuộc những cái câu này cho riêng mình, thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta thấy cái nồi cơm, cái nồi canh là chúng ta nhớ câu này liền, thì phải nói là một điều rất là đặc biệt nha. Còn quý vị nào mà những cái khuynh hướng khác, những cái công việc khác, thì chúng ta hãy tìm những cái câu nào nó có liên quan tí xíu đến với cái khuynh hướng của mình, thì tự nhiên là thuộc Phật Pháp, chúng ta hiểu Phật Pháp rất là dễ dàng, không cần phải cố gắng, cũng không cần phải gò ép, mà nó rất là tự nhiên. Phật Pháp là cái gì đó tự nhiên chứ không phải là gò ép nha. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được cái lợi ích của cái việc Phật Pháp. Thưa quý vị, rằng hôm nay chúng ta ôn tập 3 câu kệ ngôn Pháp Cú 63, 64 và 65. Thì tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục, và ngày Chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục cho cái buổi ôn tập cuối tuần.
câu số 66 liên quan đến tích truyện ông thiện giác cùi Subhaputha Kutthi. Câu số 67 liên quan đến tích truyện người nông phu mắc nạn Kassaka. Câu số 68 liên quan đến tích truyện người hàng hoa hảo ý Sumana Malakara. Chúng ta sẽ ôn tập tiếp tục trong tuần sau ngày Chủ nhật với ba câu kệ ngôn 66, 67 và 68. Đó là cái cho cái bài học ngày hôm sau. Và bây giờ thì cũng đã hết giờ cho cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Pháp Cú Kinh chúng ta cuối lời thì chúng con xin tri ân Chư Tăng và kính chúc sức khỏe Chư Tăng và toàn thể quý vị đã tham gia diễn đàn cũng như là cùng nhau để mà ôn tập lại những cái lời dạy của Đức Phật được truyền thừa từ nhiều cái thế kỷ qua và còn lưu truyền mãi nếu như những người con Phật còn những cái tâm duy trì Phật tập học kinh điển, hiểu đúng lời dạy Phật. Xin tình đàn xin được kết thúc cái buổi chia sẻ, cái buổi ôn tập ngày hôm nay tại đây. Xin kính chúc Chư Tăng và toàn thể quý vị luôn được sự an vui. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Và kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn ạ. Và tình đàn xin được xuống mic. Và sa thú chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã dạy chúng con ôn tập cuối tuần. Và chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Dạ, chúng con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn nguyện phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến thượng tọa Minh Hạnh. Dạ. Vato sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha nava vinasada sati pumantu te. Vato sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhamma nava vinasada sati pumantu te. Bà quát tu sáp bà mang cả lăng rát thanh tu sáp bà đê quát tu sáp bà thăng khá nụ phá vê nà sá đà sá thị bà quán trú tê. Tất cả phân lân có đến người cầu xin chư thiên hậu trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng các sự thanh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn. Cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức, cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Và ôn tập cuối tuần, và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Ya devata santi vihara wa sini tu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta thamma da de na pa wan tu bu chi ta sot hin ka ron te tha vihara mang da le Thế ra cha mát cha ná hoa ca cha bít khá vô Sa ra mi ca đà ná pa ti u pa sa ca Gà ma cha đê sa ni gà ma cha ít sa ra Sắp pa ná bù ta su khi ta pa văn tu tê Cha ra bù cha dê pi cha an đa sam pa hoa Sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca
ni ya ni căng tham ma wa rang ba tít cha tê sắp về pi đục kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút cha na sang kho hô tu sa mắc vô wa a tha ya cha hi ta ya cha âm hê ra khan tu sắp tham mô sắp về pi tham ma cha ri no bút thêm sam pha phu ni ya ma tham ma ri ya pa về đi tê. Và chúng con kính chư đại đức tăng Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp, kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cấm dân xin xuống mít.